đương nhiên các cổ động viên của họ luôn muốn họ tiếp tục duy trì truyền thống đó, luôn là một áp lực rất lớn với các huấn luyện viên của Real khi mà họ phải thành công ngay lập tức khi làm việc ở Real, chứ không có thời gian để thử nghiệm nhiều. Sân vận động này ở Madrid là nơi diễn ra trận chung kết World Cup 1982 khi Italia thắng Tây Đức với tỷ số 3-1. Đó là thời của Paolo Rossi. Và cộng với những thành tích của Real Madrid nữa thì ở sân đấu này quả thực được có mặt ở đây là một vinh dự. Vâng, đây là một sân đấu rất tuyệt vời. Không chỉ là xem Real Madrid thi đấu mà chỉ cần có mặt trên sân thôi. Và cơ hội đi rồi, sút rồi. Khung gỗ vẫn còn dùng liên hồi. Đó là một cú sút rất mạnh, một pha chặn bóng tuyệt vời, không có quá nhiều khó khăn cho thủ môn. Xavi Espinoza. Quyền kiểm soát bóng mà họ đã từng có đã không còn nữa. Sẽ phải là một bàn thắng. Vâng, và anh ta đã tung ra cú sút, anh ấy dứt điểm trước cột dọc. Thủ môn đã chặn được pha bóng ấy. Luka Modric. Rồi đã đây rồi. Và đi đang cứu rất hay của mình. Ô, Ronaldo. Dưới bay thẳng vào lưới trước sự bất lực của thủ môn. Vâng, một pha kết thúc kinh điển. Vâng, thỉnh thoảng Ronaldo cũng gây thất vọng nhưng không phải trong tình huống này. Tỷ số đang là 1-0. Đã giành được bóng. Đồng đội của anh ấy đã đến để hỗ trợ. Cristiano Ronaldo. Đó là pha lập công của Cristiano Ronaldo. Đối phương đang bị họ dần phá vỡ và đã rất tự tin với kết quả này. Tỷ số hiện tại là 2-0. Ignacio Inza Boigues. Marcelo. Và Cristiano Ronaldo đã chuyền rất đẹp cho đồng đội. Thi đấu tốt. Cờ báo hiệu được dơ lên, trọng tài xác nhận đó là một pha bóng việt vị. Tôi không hiểu trợ lý trọng tài nghĩ gì trong tình huống này nữa. Cầu thủ đó đã rơi vào bẫy việt vị rất lâu rồi. Cờ có lẽ cũng không nhất thiết phải căng lên nữa. Cầu thủ này cũng đã chấp nhận. Phòng ngự đâu rồi, anh ta đã thoát xuống kìa. Sút, bóng đã vào lưới, bàn thắng đã được công nhận. Và tiếp tục có thêm một màn ăn mừng bàn thắng của cầu thủ Real Madrid. Tôi thích xem Real Madrid thi đấu như thế này. Vâng, tôi cũng thấy hậu vệ có lỗi trong trường hợp này, kèm rất chặt nhưng đó là một cú sút điểm tuyệt vời, rất tuyệt vời, lối chơi thuyết phục của Real Madrid. Đội tuyệt vời được mở ra, một cú đỉnh rất đáng ghi nhận. Cristiano Ronaldo một bàn thắng dành cho Manchester United. Anh ấy đã có một pha hat-trick trong trận đấu thật tuyệt vời. Cầu thủ này đang có một phong độ thi đấu rất tốt trong trận đấu này. Hơn nữa pha tận dụng cơ hội vừa rồi của anh ấy cũng rất tuyệt. Tôi đang ngạc nhiên với một cú sút rất hẹp nhưng anh ta vẫn ghi bàn. Họ đã làm chủ trận đấu, tỷ số là 4-0. Sergio Ramos. Bóng quá cao không thể chắn lại được. Đó là một pha lốp bóng hiệu quả. Anh ấy đang cần sự trợ giúp từ đồng đội. Họ sẽ thay đổi về quyền kiểm soát bóng. Morales. Và anh ấy đang được sự hỗ trợ của đồng đội từ phía cánh phải. Ronaldo. Một cơ hội, một pha ra chân rất nhanh với ta. Cristiano Ronaldo đã ghi bàn. Real Madrid có vẻ đã tìm được cảm giác ghi bàn trong trận này. Vâng, trận đấu này đã hoàn toàn an bài. Ấn tượng, tỷ số đang là 5-0. David Roberto Sanhueiro, Ignacio Inza Boigues, José Gómez, Campanha, Rúser. Vâng, một cơ hội dành cho cầu thủ này. Luka Modric. Anh ấy đã lao vào cản phá đường chuyền thành công. Vâng, lúc này chúng ta chỉ còn lại một hiệp, một nửa chặng đường đã đi qua. Và anh nghĩ sao? Anh hãy cùng tôi quay trở lại.